Chào các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp một chủ đề tiếp theo nữa ở trong phần lập trình của đối tượng với Java. Thì nội dung của chúng ta ngày hôm nay sẽ là giới thiệu về là lập trình, cách để chúng ta định nghĩa ra các cái phương thức khởi tạo hay còn gọi là các cái constructor ở trong các lớp của Java. Trong một số giáo trình ấy, hoặc là một số ngôn ngữ khác thì ngoài cái việc gọi là constructor thì người ta còn gọi đó là những các cái hàm dựng hay là hàm tạo. Thì constructor là gì ạ? Constructor là các cái phương thức đặc biệt. Phương thức này sẽ được dùng để khởi tạo ra các cái đối tượng của lớp và sẽ được gọi một cách tự động mỗi khi chúng ta khởi tạo một đối tượng của lớp. Thì về mặt constructor thì sẽ có hai đặc điểm về mặt cú pháp. Thì các bạn lưu ý về hai điểm này thì các bạn sẽ nắm được. Thứ nhất là tên của constructor thì luôn luôn là sẽ trùng với tên lớp. Và đặc điểm thứ hai là constructor là các phương thức đặc biệt, không có kiểu trả về. Thì các bạn cứ nhớ được hai đặc điểm cú pháp này thì các bạn sẽ biết được đâu là constructor và đâu là phương thức thông thường. Và đối với constructor thì sẽ có hai loại. Ngôn ngữ lập trình nào hướng đối tượng cũng sẽ có hai loại này. Thứ nhất đó là constructor không có tham số. Và thứ hai là các constructor có tham số. Thế thì các constructor không tham số thì còn được gọi là constructor mặc định. Bởi lẽ khi mà chúng ta không định nghĩa một cái phương thức khởi tạo nào cho lớp thì tự động trình nguyên dịch sẽ tự thêm vào cho lớp đó một cái constructor không có tham số. Vì vậy cho nên nó còn được gọi là default constructor, đúng không? Hay còn được gọi là implicit constructor. Để minh họa rõ ràng hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong ví dụ này. Chúng ta sẽ định nghĩa ra một lớp có tên là const main. Và trong này chúng ta sẽ định nghĩa một constructor. Trong constructor này chúng ta in ra. Nó in ra một chuỗi và chúng ta gán một biến x bằng 10. Tiếp theo để khởi tạo. Xin lỗi các bạn, ở đây chúng ta còn một cái biến nữa. Các bạn có biến private in x. Đó, cái này đóng vai trò như một cái thuộc tính của lớp. Tiếp theo để khởi tạo cái đối tượng của lớp này thì tôi sẽ khai báo sau đó chúng ta in ra. Ở đây chúng ta đã truy cập đến cái giá trị của thuộc tính x của đối tượng obj. Obj là một đối tượng được khởi tạo của lớp constmain. Chúng ta đã khởi tạo ra một đối tượng của lớp constmain bằng toán tử new. Thì các bạn hãy chú ý rằng là constructor sẽ được khởi tạo, sẽ được gọi một cách tự động mỗi khi các bạn tạo ra một đối tượng của lớp. Đó. Ở đây chúng ta sẽ chạy chương trình. Và chúng ta có thể nhìn thấy là chương trình đã in ra cái câu lệnh constructor của lớp constmain cũng như là truy cập đến giá trị của biến x trong chương trình. Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về constructor không có tham số trong chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn học tốt.